và ngân hàng liên doanh Việt Nga. Và như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Rất khẩn trương. Mạnh Nguyễn dứt điểm ngay. Tương đối nhiều bóng bổng. Đánh đầu. Thêm một tình huống ăn thành nữa. Trường Sơn để mất bóng. Ngay lập tức là một cú dứt điểm từ rất xa. Không được. Thủ thành của Phương Đông đã đổ người rất hay. Có cơ hội, không được. Triển khai những tiếng bóng nhỏ hơn. Dứt điểm, bóng đi sát sát cột. Cơ hội, không vào. Trường Sơn bóng hay, không được. Dứt điểm, vẫn là một tình huống tập trung, thêm một tình huống cản phá nữa, không được. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Ngân hàng Liên doanh Việt Nga trong khuôn khổ giải bóng đá Intercom mùa giải 2022. Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Intercom Group. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, cả đội đã cầm chân nhau với tỷ số không đều ở trận đấu. Không được. Dứt điểm, không được. Khi mở ra những khoảng không gian đó, liên tục dứt điểm, tiếp tục là một cú dứt điểm nữa, không được. Bóng dành cho cầu thủ áo xanh. Thêm một khoảng trống nữa, thêm một cú dứt điểm nhưng nó vẫn chưa thể là bàn thắng. Quang Anh đã để mất bóng. Dứt điểm. Đó là một tiếng tập trung của trung tuyến. Cơ hội, và đó là bàn thắng. Bàn thắng đến trong một tình huống thực sự bất ngờ. 1-0 dành cho cầu thủ bên phía Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Một quả trống đã mở ra và một cú đệm lòng đơn giản nhẹ nhàng đã khiến giúp cho cầu thủ bên phía Bệnh viện Đa khoa Phương Đông có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. TMH là người đã nâng tỷ số lên thành 1-0 và mở ra cánh cửa đã chơi trận chung kết dành cho Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Không được. Duy trì lối chơi, bảo vệ thành quả của mình. Dứt điểm, vẫn không vào. Rồi, không thể có bàn thắng. Có khoảng trống, dứt điểm, không vào. Tú Tuấn về bóng hay. Tình huống dứt điểm. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận thi đấu giữa Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Ngân hàng Liên doanh Việt Nga. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về cầu thủ áo xanh. Họ sẽ bước vào chơi trận chung kết. Đó là một hiệp đấu thực sự hay của cả hai bên. Những phần thắng đã thuộc về cầu thủ áo xanh. We'll be right back.